Trong phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Đà Nẵng tham quan một khách sạn đặc biệt. Nó đặc biệt bởi chủ nhân của nó là nhà vô địch V-League và dĩ nhiên bởi cách thiết kế độc đáo của mình. Thật sự lúc đầu mà mới nghỉ bóng đá thì cảm giác là rất là buồn, rất là hụt hẫng. Thì thời gian mình, cả cái tuổi thanh xuân của mình là dành hết cho bóng đá rồi. Và khi mà quyết định giải nghệ về thì tôi cũng đã có một cái hướng cho tương lai. Đấy là tôi quay về để kinh doanh tổ chức gia đình. Và thực tế là tôi cũng đã có một cái khách sạn nhỏ ở tại Đà Nẵng. Và đây chính là khách sạn mà Tăng Tuấn nhắc đến. Nó nằm trên con phố Lê Ngân của thành phố Đà Nẵng. Bất cứ ai đi qua cũng sẽ bị ấn tượng bởi những bức bích họa cầu thủ nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Nào là Ibrahimovic, rồi cả Mbappe và Pirlo cũng có mặt. Thật sự là khi mà mình làm ở cái khách sạn này thì mình nghĩ là mình ở một cầu thủ và mình rất đam mê những cái cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Thì mình cũng có một số anh em đi mình ý tưởng. Một ý tưởng là sao mà mình là một cầu thủ bóng đá mà mình không làm một cái gì đó nó khác biệt. Đấy, thì mình làm cái khách sạn theo những cái decor về bóng đá. Người ta sẽ bắt gặp chất bóng đá của khách sạn mà Tăng Tuấn mở ở khắp mọi nơi. Ngay từ quầy lễ tân với những chiếc cúp bóng đá xanh giá, đến cầu thang thoát hiểm với chân dung của những ngôi sao làng túc cầu. Từ màu sắc đặc trưng sân cỏ với hai màu trắng, xanh đến những bức ảnh treo tường. Với ai yêu mến Messi, căn phòng này chắc chắn là thiên đường. Còn với ai coi Ronaldo là thần tượng thì đây chính là căn phòng ấm áp nhất. Khi mà đưa ra một cái ý tưởng này ấy, thì cũng mất tầm 2 tháng để hoàn thành một cái ý tưởng như thế này, để decor một cái khách sạn theo cái mình mong muốn. Về vấn đề tài chính thì mình cũng đầu tư cũng khá là nhiều để hoàn thành được cái này. Và thứ hai cũng đam mê, nhưng mà mình đam mê với thứ hai là mình lựa chọn cái vấn đề kinh doanh ấy, thì mình cũng là phải mạo hiểm. Mình làm nên cái khách sạn theo cái ý tưởng riêng, về theo cái sở thích và ý tưởng riêng. Về bóng đá thì là lúc nào nó cũng đi sâu ở trong cái con người mình rồi. Nên là khi mà đưa lên decor xong và làm nên cái khách sạn nó hoàn thiện, mình cảm thấy rất là thích thú, cũng rất là vui. Sau khi khoác lên mình tấm áo mới cho khách sạn, nhà vô địch V-League 2 mùa giải 2014 và 2015 đã nhận được rất nhiều những niềm vui. Đó là niềm vui của một cựu cầu thủ đưa bóng đá vào mô hình khách sạn và cả niềm vui của một nhà kinh doanh mới bước vào nghề. Khách sạn thì mới quay lại đây làm mới hoạt động lại đây khoảng tầm 1 tháng, thì mình thấy được cái sự tích cực đón nhận của khách hàng rất là nhiều và sự phản hồi rất là tốt. Ví dụ khách người ta đến người ta cũng thấy là nó độc và nó lạ, và người ta nói là phòng ốc rất là đẹp, cũng bố trí rất là hay. Trước đây thì là cái doanh thu ở mức độ là trung bình vừa phải thôi, nhưng mà từ khi mình đi có lại thì mình thấy khách hàng đón nhận nhiều hơn và cái doanh thu nó cũng tăng lên được gấp đôi. Trong giới cầu thủ, Tăng Tuấn là một cầu thủ có chỉ số vượt khó rất cao để thành công, để trở thành nhà vô địch và cả để trở thành cầu thủ có những bản hợp đồng chuyển nhượng tiền tỷ. Và hiện tại trên con đường kinh doanh đầy mới mẻ, Tăng Tuấn cũng đang kiên trì bước những bước đầu tiên để trong tương lai không xa, nghề mới này sẽ giúp Tuấn yên tâm để trở lại với đam mê, trở lại với bóng đá trong một vai trò hoàn toàn khác.